Xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Miền Bắc mưa lớn ngày cuối tháng 5, nguy cơ sấm sét kèm gió mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến 30 tháng 5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to ở khu vực vùng núi và Trung Du, tập trung vào chiều tối và đêm, ngày có mưa rào và rông vài nơi, có nơi nắng nóng. Đáng lưu ý, từ chiều tối 30 tháng 5, Khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Riêng từ đêm 30 đến ngày 31 tháng 5, có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Đối với khu vực Trung Bộ, từ nay đến 30 tháng 5, duy trì hình thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Từ 2 đến 4 tháng 6, toàn khu vực có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Ngoài ra, Bắc Trung Bộ từ đêm 30 tháng 5 đến 1 tháng 6 và đêm 4 đến 7 tháng 6 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Trung Trung Bộ chiều tối 31 tháng 5 khả năng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong khi đó, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh dần nên Tây Nguyên và Nam Bộ mưa diễn ra triền miên. Cụ thể, từ 29 tháng 5 đến 7 tháng 6, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cũng vừa đưa ra nhận định về đợt mưa lớn trong giai đoạn từ đêm 29 ngày 30 tháng 5 đến 1 tháng 6 ở nhiều vùng trên cả nước. Cụ thể, từ đêm 29 tháng 5, mưa lớn bắt đầu xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngày 30 tháng 5, mưa rông ở các tỉnh miền núi phía Bắc tới Nghệ An, ở phía tây các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực Long An, Tiền Giang và vùng tứ giác Long Xuyên của đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông Nam Bộ. Đồng thời, tiến sĩ Huy cũng dự báo, ngày 31 tháng 5 đến 1 tháng 6, mưa xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình tới khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Mưa chủ yếu xảy ra trong các buổi chiều do mây rông phát triển từ hướng Tây sang hướng Đông. Liên quan đến đợt nắng nóng đang diễn ra ở khu vực Trung Bộ, cơ quan khí tượng cho biết trong các ngày 29 đến 30 tháng 5, nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Từ 31 tháng 5, nắng nóng ở trung bộ có khả năng dịu dần. Riêng thời tiết Hà Nội, đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây bị nén kết hợp với trường phân kỳ trên cao, nên ngày mai vẫn có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Đợt nắng nóng này kéo dài đến 30 tháng 5. Đêm 30 và sáng 31 tháng 5, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, nên nhiệt giảm dần, cao nhất từ 31 đến 33 độ trời dịu mát tuy nhiên do mưa xuất hiện sau ngày nắng nóng nên cần đề phòng nguy cơ đi kềm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh